Đã 2 tuần kể từ khi Bộ Giáo dục, Đào tạo yêu cầu Đại học luật Hà Nội báo cáo về việc cấp bằng tiến sĩ cho ông Thích Trân Quang, nhưng đến nay, yêu cầu này vẫn chưa được thực hiện. Vào ngày 25 tháng 6, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi yêu cầu khẩn cấp tới Đại học luật Hà Nội, yêu cầu báo cáo về quá trình tuyển sinh, đào tạo đối với nghiên cứu sinh vương tấn Việt, còn có pháp danh là Thích Trân Quang. Yêu cầu này phải được đáp ứng trong ngày 26 tháng 5, bao gồm thông tin chi tiết về quá trình nộp hồ sơ phản biện, bảo vệ luận án và các bằng chứng liên quan. Mặc dù đã qua gần nửa tháng kể từ thời hạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa xác nhận đã nhận được báo cáo từ Đại học Luật Hà Nội hay chưa, và cũng không có động thái thúc giục nào từ Bộ đối với trường đại học này. Trước đó, dư luận đã dấy lên nhiều ý kiến nghi ngờ về việc ông Vương Tấn Việt nhận bằng tiến sĩ chỉ trong thời gian 2 năm 3 tháng. Vào chiều ngày 25 tháng 6, Đại học Luật Hà Nội đã ra thông cáo báo chí khẳng định rằng việc cấp bằng tiến sĩ vào tháng 3 năm 2022 cho ông Việt tuân thủ quy chế đào tạo tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của trường. Luật sư Lê Quốc Quân, người từng học tại Đại học Luật Hà Nội, cho rằng thông cáo báo chí này nhằm chứng minh rằng việc ông Việt nhận bằng tiến sĩ là đúng quy định. Tuy nhiên, ông Quân cho biết khi đào sâu hơn, nhiều vấn đề khác lại xuất hiện, như bằng bổ túc cấp 3 và bằng cử nhân hệ tại chức của ông Việt. Một luật sư giấu tên khác cũng cho rằng Đại học Luật Hà Nội không nghiêm túc khi ra thông cáo báo chí mà không có ai chịu trách nhiệm ký tên. Một cái nôi đào tạo ra những con người để thực thi pháp luật mà đã không tử tế từ cái thông cáo báo chí thì thử hỏi những người được đào tạo ra từ đấy học được gì. Sự im lặng của Bộ Giáo dục, Đào tạo Luật sư Lê Quốc Quân cho rằng không rõ liệu Đại học Luật Hà Nội đã gửi báo cáo hay chưa. Có thể Bộ Giáo dục đã nhận được báo cáo nhưng hai bên không công khai thông tin này hoặc là một báo cáo rất đầy đủ nhưng yêu cầu là không được truyền thông, vì vấn đề này phức tạp hơn nhiều, kéo nhiều cơ quan khác phải có trách nhiệm. Theo luật sư Quân, các vấn đề xã hội quan trọng cần được công khai cho công chúng biết, nhưng pháp luật không quy định chi tiết về việc một văn bản từ cơ quan này sang cơ quan kia có buộc phải công khai hay không. Một luật sư giấu tên khác cho rằng bộ giáo dục và đào tạo có thể biết rằng đằng sau luận án tiến sĩ này là những sai trái của Đại học Luật Hà Nội nhưng không muốn đẩy vụ việc này đi xa hơn vì còn liên quan đến bộ tư pháp. Đại học Luật Hà Nội dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Tư pháp mà bộ trưởng là ông Lê Thành Long, người vừa được bổ nhiệm làm phó thủ tướng. Nếu bây giờ làm căng chuyện thích chân quang thì có phải ảnh hưởng đến bộ tư pháp, ảnh hưởng đến phó thủ tướng đương nhiệm không? Trách nhiệm phó thủ tướng với tư cách là người đứng đầu là gì? câu chuyện vẫn còn nhiều ẩn số và dư luận đang chờ đợi sự minh bạch và giải trình từ cả bộ giáo dục và đào tạo lẫn đại học luật hà nội